Cô xin chào, các em học sinh lớp 6 đến với tiết học lịch sử và địa lý ngày hôm nay. Tiết học ngày hôm nay, cô và các em tiếp tục tìm hiểu phần nội dung còn lại của bài số 2. Ký hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng. Ở trong tiết học trước, cô và các em đã tìm hiểu nội dung một La Mã, ký hiệu, bản đồ và chú giải. Chúng ta đã hiểu được thế nào là bản đồ và ký hiệu bản đồ là gì, có ý nghĩa vai trò như thế nào. Và trong nội dung bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ tìm hiểu tiếp phần 2 La Mã, các loại ký hiệu bản đồ. Tiếp theo, cô và các em sẽ tìm hiểu về nội dung của phần 2 La Mã, các loại ký hiệu bản đồ. Các em dựa vào mục 2 trong sách giáo khoa, kết hợp với hình 2.2, 2.3 để hoàn thiện phiếu học tập sau. Các em sẽ liệt kê các loại ký hiệu có trên hình 2.2 và 2.3, sẽ gồm có 3 loại ký hiệu tượng hình, ký hiệu hình học, ký hiệu màu sắc và nét chải. Thì để cho các em hiểu được thế nào là ký hiệu màu sắc và nét chải, cô có để ví dụ ở phía dưới. Bản đồ cũng thường sử dụng màu sắc, thì màu sắc ở đây thì gồm các màu như là màu tím, màu vàng, màu cam, vân vân. Như các màu các em thấy trong ví dụ là màu đỏ và màu xanh lá cây. Và nét chải là những nét gạch xéo xéo trong ô vuông hoặc là những nét gạch ngang mà ở trong tiết 1 chúng ta đã tìm hiểu như là ví dụ về sa mạc. Và sau đây chúng ta sẽ cùng hoàn thiện cái phiếu học tập nha lớp. Đầu tiên, cô và các em sẽ tìm loại ký hiệu tượng hình. Thì trước hết, chúng ta cần phải quan sát hai hình. Một là bản đồ địa hình và sự phân bố một số mỏ sắt, mỏ than trên thế giới. Hình số 2 là bản đồ hành chính Hà Nội. Các em sẽ cùng quan sát cái bảng chú giải của hai cái bản đồ này và tìm trong bảng chú giải xem ký hiệu nào là ký hiệu tượng hình. Thì qua quan sát, thì cô thấy được ký hiệu tượng hình có trong bản đồ hành chính Hà Nội, đó là máy bay. Tiếp theo là tìm ký hiệu hình học. Qua quan sát, các em có thể thấy được ký hiệu hình học có trên bản đồ địa hình và sự phân bố một số mỏ sắt, mỏ than trên thế giới. Thì chúng ta có được hình tam giác và hình vuông. Hình tam giác ký hiệu cho mỏ sắt và hình vuông ký hiệu cho mỏ than, và cả hai hình này đều được ký hiệu là màu đen. Và cuối cùng, loại ký hiệu màu sắc và nét chải. Chúng ta quan sát thì thấy trên hình 2.2 có được thể hiện màu sắc, đó là tham màu. Và tham màu dùng để thể hiện phân tầng độ sâu và phân tầng độ cao của hình 2.2. Còn về nét chải thì trên hai bản đồ này thì không có thể hiện. Tiếp tục đến phần em có biết, thì các em có thể biết được rằng hệ thống ký hiệu trên bản đồ thường chia thành 3 loại: ký hiệu điểm, ký hiệu đường và ký hiệu diện tích. Ký hiệu điểm dùng để biểu hiện những sự vật, hiện tượng địa lý phân bố theo những điểm riêng biệt như một số mỏ khoáng sản, một sân bay, một cảng biển. Ký hiệu đường thường dùng để biểu hiện các sự vật, hiện tượng địa lý phân bố theo chiều dài như đường ranh giới quốc gia, đường giao thông, sông ngòi. Ký hiệu diện tích thường được dùng để thể hiện các sự vật, hiện tượng địa lý phân bố theo diện tích như đất trồng rừng, đầm lầy, vùng trồng lúa, vân vân. Và sau đây, để các em hiểu rõ hơn về ba loại ký hiệu điểm, đường, diện tích, thì cô sẽ lấy một ví dụ nhỏ. Đây là hình phân loại các ký hiệu. Các em cùng quan sát. Đầu tiên là ký hiệu điểm. Thì các em thấy rằng ký hiệu điểm, người ta thường dùng một loại ký hiệu nhất định để thể hiện cho những đối tượng địa lý có vị trí, địa điểm riêng biệt. Như là ví dụ như thể hiện cho sân bay thì người ta sẽ sử dụng hình chiếc máy bay. Thể hiện cho cảng biển dùng hình mỏ neo, hoặc là ngôi sao màu xanh dương thể hiện cho nhà máy thủy điện,
Ngôi sao màu vàng thể hiện cho nhà máy nhiệt điện. Kế đến là ký hiệu đường. Ký hiệu đường thì có nhiều loại ký hiệu đường khác nhau. Và như các em thấy trên hình thì có loại ký hiệu đường là một đường thẳng, loại đường đứt nét hoặc là đường có dấu chấm ở giữa. Và như trên hình các em thấy có ký hiệu đường là đường ranh giới quốc gia, ranh giới tỉnh và đường ô tô. Và đây là ba loại ký hiệu đường hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng là ký hiệu diện tích. Người ta thường dùng màu sắc để thể hiện cho ký hiệu diện tích, như là thể hiện cho vùng trồng lúa, vùng trồng cây công nghiệp, vùng trồng cây ăn quả, vân vân. Và tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về các dạng ký hiệu. Thì quan sát hình các em thấy có ba dạng ký hiệu, đó là ký hiệu hình học, ký hiệu chữ, ký hiệu tượng hình. Ký hiệu hình học, người ta sẽ dùng các hình trong hình học như là hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn để thể hiện. Ký hiệu chữ thường dùng các chữ cái, và ký hiệu chữ thường để sử dụng ký hiệu cho các nguyên tố hóa học như là đồng, vàng, sắt, kẽm, vân vân. Và cuối cùng ký hiệu tượng hình. Ký hiệu tượng hình là người ta sử dụng những hình ảnh ngoài thực tế để thể hiện, như là các em thấy có hình cái cây nè, hình con vật, hình ngôi nhà, hình một cái trái. Và khi thể hiện ký hiệu tượng hình, cô ví dụ như khi muốn thể hiện một vùng đó trồng nhiều cà phê thì người ta sẽ vẽ hạt cà phê. Khi thể hiện một vùng đó nuôi bò thì người ta sẽ vẽ đó hình con bò. Vậy các em có thể hiểu rằng cái hình hạt cà phê, hình con bò thì ta gọi đó là ký hiệu tượng hình. Sau khi đã tìm hiểu xong hai nội dung chính thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập. Dựa vào hình 2.2 và hình 2.3, em hãy xác định vị trí và độ cao của đỉnh núi Everest, vị trí và độ sâu của vực biển Mariana, tìm dãy núi Rocky và hãy xác định vị trí của sân bay Nội Bài. Và tiếp theo, cô và các em sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, đó là xác định vị trí và độ cao của đỉnh núi Everest, vị trí và độ sâu của vực biển Mariana và tìm trên hình dãy núi Rocky. Các em hãy cùng quan sát tổng quan lại một lần nữa hình 2.2, bản đồ địa hình và sự phân bố một số mỏ sắt, mỏ than trên thế giới. Khi quan sát hình, sẽ có rất nhiều bạn dễ dàng xác định được vị trí của đỉnh núi Everest. Thì đây chính là vị trí của núi Everest. Nó nằm ở biên giới giữa nước Nepal và Trung Quốc. Và đỉnh núi Everest có độ cao là 8.848 m. Tương tự, các em cũng sẽ dễ dàng xác định được vị trí của vực biển Mariana. Và khi nghe nói đến vực biển thì chúng ta phải nghĩ ngay đến là chúng ta sẽ xác định ở ngoài khu vực đại dương, là nơi có màu xanh dương. Và đây là vị trí của vực biển Mariana. Nó nằm ở khu vực Thái Bình Dương. Và vực biển này có độ sâu là 11.034 m. Và khi chúng ta quan sát trên bảng chú giải, các em sẽ thấy được rằng thể hiện cho độ cao, người ta sẽ dùng ký hiệu là tam giác màu đen có cái đỉnh nhọn đi lên phía trên. Nhưng khi thể hiện cho độ sâu, người ta sẽ sử dụng tam giác màu xanh dương và cái mũi nhọn sẽ quay ngược về phía dưới. Tương tự, các em cũng sẽ dễ dàng tìm ra được dãy núi Rocky trên hình. Và đây là vị trí của dãy núi Rocky, nằm ở phía tây của khu vực Bắc Mỹ. Và sau đây, cô giới thiệu với các em hình ảnh về đỉnh núi Everest cao 8.848 m. Đỉnh núi Everest này nằm trên dãy núi Himalaya và nhiệt độ ở đây rất là thấp. Và mùa hè, nhiệt độ là âm 19 độ C, mùa đông là nhiệt độ âm 36 độ C và môi trường sống ở đây vô cùng khắc nghiệt. Và các em có thể thấy được trên hình là đỉnh núi này có tuyết trắng bao phủ quanh năm. Tuy môi trường sống ở đây rất khắc nghiệt, nhưng hàng năm
có một lượng lớn du khách đến đây để tham quan và trải nghiệm. Và tiếp theo là hình ảnh về vực biển Mariana. Hình ở phía trên thể hiện vị trí của vực Mariana nằm ở khu vực Thái Bình Dương. Hình ở dưới thể hiện về độ sâu của vực Mariana. Vực biển Mariana là vực biển sâu nhất thế giới và sâu là khoảng 11.034 m. Người ta nói vui rằng nếu như thả đỉnh núi Everest xuống thì đỉnh của núi Everest còn cách mặt nước biển khoảng vài ngàn mét. Hoặc là độ sâu của vực biển Maria có thể là cao bằng với độ cao của một chiếc máy bay đang bay trên bầu trời. Và nhiệt độ ở dưới đáy vực Mariana dao động từ khoảng 1 đến 4 độ C. Và các em cùng quan sát bản đồ hành chính Hà Nội và thực hiện nhiệm vụ cuối cùng là em hãy xác định vị trí của sân bay Nội Bài. Để ký hiệu cho sân bay thì trên bản đồ hành chính về Hà Nội người ta sử dụng ký hiệu tượng hình, đó là hình chiếc máy bay. Thì quan sát trên hình, các em thấy chỉ có duy nhất một ký hiệu hình chiếc máy bay và đó chính là vị trí của sân bay Nội Bài nằm ở Sóc Sơn, Hà Nội. Và đây là hai hình ảnh về cảng hàng không quốc tế Nội Bài ở nước ta. Và sau đây, các em sẽ đến với phần bài tập. Cô sẽ có hai bài tập nhỏ để giúp các em củng cố lại những nội dung kiến thức đã học ở bài 2. Câu 1. Em hãy lựa chọn và gạch dưới một cụm từ chính xác trong hai cụm từ được gợi ý ở mỗi câu sau đây. Các em sẽ dễ dàng thực hiện được bài tập này nếu như các em hiểu được những nội dung chính trong bài học. Câu A. Ký hiệu giúp người đọc nhận biết và phân biệt được các đối tượng thông tin thể hiện trên bản đồ. Ý nghĩa của chúng được giải thích rõ ràng trong bảng chú giải của bản đồ. Câu B. Hình ảnh của hạt cà phê trên bản đồ thể hiện khu vực trồng cà phê. Hình ảnh chiếc máy bay thể hiện vị trí của sân bay. Các đối tượng này được gọi là ký hiệu tượng hình. Câu C. Một hình tam giác màu đen trên bản đồ khoáng sản dùng để xác định sự phân bố của mỏ sắt. Một chấm tròn thể hiện sự phân bố của một đô thị. Các đối tượng này được gọi là ký hiệu hình học. Câu D. Các đối tượng phân bố ở những vùng diện tích rộng lớn. Bản đồ thường sử dụng màu sắc và nét chải để thể hiện. Tiếp theo là bài tập số 2. Em hãy đặt tên cho các hình ảnh sau bằng cách lựa chọn những cụm từ thích hợp trong hộp bên dưới. Sau đó lựa chọn các ký hiệu A, B, C, G, D, E tương ứng và ghi vào khoảng trống ở mỗi hình. Thay vì cái hộp ở phía dưới, nhưng mà bây giờ cô sẽ để qua bên trái cho các em dễ quan sát. Thì ví dụ là hình số 1, các em thấy đây là hình của một ngọn núi lửa và ký hiệu cho hình này đó chính là chữ A. Tương tự, hình số 2, quan sát được các em thấy đây chính là rạn san hô và ký hiệu cho hình này đó là chữ D và tên của hình này chính là rạn san hô. Hình số 3, các em thấy được đây chính là đầm lầy, ký hiệu cho hình số 3 là chữ D và chúng ta đặt tên cho đó đây là đầm lầy. Hình số 4, các em thấy có những cái cây có rừng thì đây chính là rừng lá rộng và ký hiệu cho cái hình này chính là chữ C hay còn gọi là chữ C, đặt tên cho nó là rừng lá rộng. Hình số 5, các em thấy đây có nhiều cái nhà máy thì ký hiệu cho cái hình này là chữ B và tên của hình này chính là khu công nghiệp. Cuối cùng, hình số 6 rất là dễ. Nhìn vào hình, các em có thể nhận biết được đây chính là sân bay, nên ký hiệu cho hình này chính là chữ E và tên của hình là sân bay. Như vậy,
cô và các em đã dễ dàng hoàn thành xong bài tập số 2. Sau khi hoàn thành xong phần bài tập trên lớp, thì các em sẽ có phần vận dụng để làm bài tập ở nhà. Dựa vào hình 2.2, trang 118 sách giáo khoa, em hãy trả lời các câu hỏi sau. 1. Hãy kể tên một số con sông lớn ở châu Á. 2. Xác định vị trí của hoang mạc Sahara. 3. Hãy kể tên bốn đại dương của thế giới. Các em về nhà làm bài tập của phần vận dụng vào trong tập và đến tiết học tuần sau cô sẽ sửa bài. Và sau đây là phần nội dung ghi bài. Các em cần ghi bài vào tập đầy đủ. Và cuối cùng là phần về nhà. Các em về nhà nhớ ghi bài vào tập, học bài, làm bài tập vận dụng và xem trước bài 3, tìm đường đi trên bản đồ. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.